bà già này hãm từ nãy giờ đấy. Thôi nhanh 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 đi đi. Cậu nghĩ sỉ nhục người khác, lăng mạ người khác chỉ cần một lời xin lỗi là xong à? Cơ hội làm người thì tôi sẽ cho cậu, còn cơ hội làm việc, làm nhân viên ở đây thì không. Cháu ơi. Dạ. Cho bác ngồi nhờ ở đây một tí được không? Nhìn bác thấy chóng mặt quá. Dạ vâng ạ, bác ngồi đây đi ạ. Bác cứ để đồ đấy ạ. Cảm ơn cháu. Dạ, không có gì đâu bác. Ôi, quán cà phê này đẹp quá cháu nhỉ? Dạ vâng ạ. Không biết ở trong người ta có bán bánh gato không nhỉ? Chắc là có đấy bác ạ. Chả là hôm nay ấy là sinh nhật của chồng bác. Dạ. Nên là bác muốn mua một cái về để mừng sinh nhật cho ông ấy. Thế thì bác cứ vào bên trong hỏi đi ạ, chắc là có đấy bác ạ. Thế thì bác vào trong đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cháu ơi, cháu ơi. Ôi dồi ôi, cái bà già này. Trông bà xấu xấu bẩn bẩn thế này, bà đến đây làm gì? Tính ăn xin à? À không, tôi đang muốn vào đây hỏi xem là trong này có bán bánh gato không. Cái gì? Bà mua bánh gato? Tôi có tiền mà. Đây này. À mà bánh của nhà cháu có mới không? Này, bà nói thế là có ý gì? Cửa hàng của tôi xịn sò sang chảnh như thế này, không bán bánh mới chẳng lẽ tôi bán bánh cũ cho bà đấy à? Không, ý của bác không phải là như thế. Mà bác muốn mua bánh mới là vì bụng dạ của chồng bác ấy, bụng ông ấy yếu quá nên là vừa nghèo lại còn đòi ăn bánh gato. Này, nhìn bà ấy vừa bẩn bẩn xấu như này, có đủ tiền mua bánh nhỏ hay không, đòi mua bánh. Thì bánh của cậu bán có đắt không? 500.000. Cái gì? Ôi dồi ôi, kẹo cái kia mà 500.000 á. Thì thế tôi mới nói, không biết bà có đủ tiền mua bánh hay không ấy chứ. Cậu ơi, có cái nào tầm khoảng 50.000 không? Cái gì? Bà đùa tôi đấy à? Bà nhìn cửa hàng của tôi ấy, toàn bán bánh xịn với cả cà phê xịn đâu. Khách của tôi ấy, toàn những hạng thương gia giàu có. Ai như bà, nghèo kiết xác, không có cửa đâu. Đi 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 đi, nhanh nhanh nhanh. Kìa cậu. Đi đi. Cái bà già này hãm từ nãy giờ đấy. Thôi nhanh 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 đi đi, bực cả mình. Ôi cô làm sao đấy ạ? À? Cô bị đau dạ dày từ sáng giờ, đi ăn cái bánh mì thôi bây giờ nó lại tái phát rồi. May quá chỉ có cái này đấy ạ. À. Đây là viên dạ dày Fucoidan của tập đoàn Kohino, có tác dụng là giảm các triệu chứng đau dạ dày, hành tá tràng, các trường hợp viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày HP, người bị ợ hơi này, ợ chua nhiều. Cháu thấy là mọi người đang tin dùng rất là nhiều đấy ạ. Đây, để cháu lấy cho cậu uống luôn nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn viên uống dạ dày Fucoidan của tập đoàn Kohino mới đúng ạ. Mà cô ơi, cô có thể cho cháu mượn cái áo với cả cái nón của cô được không ạ? Đây, cô cầm lấy ạ. Xin chào quý khách muốn uống gì ạ? Anh ơi, anh là nhân viên phục vụ quán này ạ?
Phải, tôi đứng ở đây, tôi không là nhân viên, chẳng lẽ tôi đi ăn xin như cô. Ở đây không có tiền đâu, ra chỗ khác đi. Tôi mới đi làm về, đi ngang qua đây thôi. Thấy hơi đói với cả cũng hơi khát nữa. Anh có thể cho tôi một cốc cà phê với cả một chiếc bánh được không? Cái gì? Hạ người như cô mà cũng đòi uống cà phê, một chiếc bánh? Thế chẳng phải quán này mở ra ấy là để bán cà phê, bán bánh, phục vụ khách à? Bây giờ lại còn có kiểu phân biệt khách giàu, khách nghèo như thế cơ à? Cao giọng quá nhở. Cho tôi chiếc bánh đắt nhất ở đây. Tôi không cho. Bây giờ tôi đem cho cô, cô ăn xong cô chuồn mất thì sao? Anh nghĩ tôi không có tiền à? Đúng rồi, xấu xấu bẩn bẩn như cô ấy thì lấy đâu ra tiền mà đòi mua à? Tôi hỏi anh nhá, với khách hàng nào anh cũng đối xử như thế này à? Đúng, nhất là cái loại bẩn thỉu quê mùa như cô. Cô ấy hợp với ăn xin mà thôi. À thế à? Thế anh chưa biết tôi là ai à? Cô chỉ là một con ăn mày ngoài đường mà thôi. À bằng không, trông cũng ra gì mà này nọ đấy. À, tối đi chơi không em? Khốn nạn! Cô dám đánh tôi? Cô đợi đấy, tôi nghe điện thoại xong tôi xử cô. Alo à? Hiếu, cậu đang làm trò gì đấy hả? Sao lại đối xử với giám đốc cửa hàng như vậy? Cái gì cơ ạ? Giám đốc vậy ạ? Người đang đứng trước mặt cậu đấy. Tôi nói cho cậu biết, tôi nhìn qua camera tôi thấy hết rồi. Còn không mau xin lỗi chị quên đi. Ui, chị ơi, chị cho em xin lỗi ạ. Xin lỗi á? Cái người mà cậu cần phải xin lỗi chính là bà cô vừa lúc nãy và tất cả khách hàng của chúng ta đấy. Tôi không thể nào mà chấp nhận được một nhân viên trong cửa hàng của tôi có những cái thái độ mà coi thường khách giàu khách nghèo như thế được. Em xin lỗi, tại vì chị mặc như này nên là em cũng... Tôi cố tình mặc như thế đấy. Thế là chị thử em à? Tôi không thử cậu, mà là tôi chỉ muốn bắt tận tay để cậu không thể chối cãi được thôi. Chị ơi, em còn trẻ, mong chị cho em một cơ hội ạ. Cậu nghĩ sỉ nhục người khác, lăng mạ người khác chỉ cần một lời xin lỗi là xong à? Cơ hội làm người thì tôi sẽ cho cậu, còn cơ hội làm việc, làm nhân viên ở đây thì không. Mời cậu vào trong thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi đây. Tôi không bao giờ chấp nhận nhân viên của cửa hàng mình lại có cái thái độ hống hách, xem thường khách hàng giàu, khách hàng nghèo như thế được. Mời cậu. Ok chị. Nhanh. Chào cô ạ. Cô ơi, cháu gửi lại cô cái áo và cái nón ạ. Cháu có món quà tặng cho cô chú ạ. Coi như là lời chúc mừng sinh nhật cháu gửi đến chú cô ạ. Sao cháu lại biết? Thực ra ấy, lúc nãy cháu đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện rồi ạ. Cháu là chủ quán cà phê bánh đấy. Bạn nhân viên đấy cháu cho nghỉ việc rồi cô ạ. Cháu là chủ quán cà phê thì nãy á? Vâng ạ. Cháu thay mặt nhân viên quán cháu xin lỗi cô ạ. Cháu hy vọng là sinh nhật của chú lần này cô chú sẽ có thêm một kỷ niệm đẹp ạ. Cô cứ cầm lấy đi ạ. Cô cảm ơn cháu, nhưng mà bánh đắt tiền lắm, cô không dám nhận đâu. Cô buồn cười đấy nhở. Cái này là cháu tặng sinh nhật cho chú cơ mà, cô cứ nhận để cho con vui. Cảm ơn cháu nhá, cháu thật là tốt bụng. Không có gì đâu ạ. Điều kỳ diệu mang tên